Trận derby London diễn ra với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Chelsea hai lần vượt lên dẫn trước với các pha lập công của Koulibaly và Reece James, để rồi lại không thể duy trì được sự tập trung và bảo toàn lợi thế. Harry Kane chơi nhạt nhòa, nhưng chỉ cần một cơ hội ở phút 90+6, tiền đạo người Anh đã khiến các cổ động viên tại Stamford Bridge câm lặng với pha đánh đầu gỡ hòa 2-2. Trước đó, Højbjerg cũng có pha sút xa không thể cản phá. Kết quả tại vòng 2 Premier League còn lại, Nottingham Forest có được chiến thắng 1-0 trước West Ham. Ở vòng mơ màng La Liga, đương kim vô địch Real Madrid có chuyến hành quân lên sân của nhà vô địch Segunda mùa trước là Almeria. Ancelotti gây bất ngờ khi bố trí đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị như Nacho, Vasquez, Camavinga hay Tchouaméni. Real nhanh chóng bị chọc thủng lưới từ sớm với bàn thắng của Ramazani. Tuy nhiên, sau giờ nghỉ, Real Madrid đã ghi liên tục 2 bàn thắng để lật ngược thế cờ nhờ công của Lucas Vázquez và David Alaba. Cũng tại vòng 1 La Liga, Valencia có được chiến thắng 1-0 trước Girona. Ở trận đấu mở màn mùa giải mới, Jose Mourinho bố trí Paulo Dybala 39 cùng với Tammy Abraham, Nicolò Zaniolo trên hàng công. Trước đối thủ chỉ đứng hạng 17 mùa trước, Roma không gặp nhiều khó khăn để áp đặt thế trận. Dybala, Zaniolo cùng nhau bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội đối mặt. Khoảng trống liên tục được mở ra, nhưng các chân sút của đội khách lại quá vô duyên. Tuy nhiên, bàn thắng của Chris Dante đã giúp đội bóng thủ đô có được chiến thắng 1-0. Sự xuất hiện của Dybala đã làm người hâm mộ Roma hy vọng nhiều vào việc đội bóng có thể cạnh tranh danh hiệu mùa này. Tuy nhiên, tiền đạo người Argentina vẫn chưa để lại dấu ấn trong trận ra mắt. Theo các nguồn tin nội bộ, Manchester United xác nhận rằng họ muốn đặt niềm tin vào David De Gea. Erik ten Hag giữ nguyên vai trò của De Gea và câu lạc bộ cũng có cùng quan điểm. Man United không quá tích cực tìm kiếm một thủ môn mới vào mùa hè này. Mùa hè 2023 có thể sẽ khác. De Gea đã mắc sai lầm trước Brentford. Thế nhưng mùa trước, anh chỉ là chìa khóa trong khuôn khổ của Man United. Sau thất bại trước Brentford, cá nhân De Gea thừa nhận: "Tôi xin nhận hết trách nhiệm về mình sau thất bại này. Tôi có màn trình diễn kém cỏi và khiến câu lạc bộ thất bại. Chúng tôi nên phản ứng tốt hơn. Nhưng lẽ ra, tôi phải cản được cú sút đầu tiên. Nếu tôi làm tốt hơn, mọi thứ có thể đã khác." Company House. Tính đến thời điểm tháng 12 năm 2020 đến cuối năm 2021, Peckham Holdings, công ty thuộc sở hữu của gia đình cựu tiền vệ Manchester United, đã thu lời 11,6 triệu bảng từ những hoạt động kinh doanh. Con số này vượt xa mốc 4,5 triệu bảng trong giai đoạn từ 2019 đến 2020. Phần lớn khoản thu nhập kể trên xuất phát từ việc Peckham sở hữu Inter Miami, câu lạc bộ đang chơi tại giải nhà nghề Mỹ, và các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến bóng đá. Nhà Peckham đang sở hữu khối tài sản khoảng 339 triệu bảng. Bản kế toán của Peckham Holdings cho biết hoạt động chính của công ty này bao gồm việc tham gia vận hành Inter Miami, quản lý và cấp phép thương hiệu mang tên cựu danh thủ người Anh để kinh doanh. Christophe Galtier đã lên tiếng bên vực Mbappe sau chiến thắng tại cuộc vị kế hoàng tử. Theo cựu huấn luyện viên của Lille, Mbappe cấu kỉnh không phải vì không được Vitinha truyền bóng, mà cảm thấy mình không đủ thể lực để tiếp tục pha phản công này. Trên Canal Plus, Galtier nói: "Mbappe chơi trận gần nhất cách đây 3 tuần, nên tôi biết rằng cậu ấy đang gặp khó khăn về thể lực. Mbappe là cầu thủ giỏi, luôn muốn cạnh tranh và tiến bộ nhanh chóng. Như một ngôi sao hàng đầu, cần chút thời gian để lấy lại 100% phong độ. Khi đạt thể lực 100%, Mbappe có thể tạo nên những điều khác biệt. Cậu ấy là một cầu thủ luôn luôn muốn tấn công và ghi bàn. Tôi hiểu rằng cậu ấy thất vọng vì thể lực thấp hơn so với các đồng đội." Trên cầu tâm điểm vòng 12, V-League giữa Hà Nội và Hoàng Gia Lai đã khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về đại diện thủ đô. Văn Quyết và Tuấn Hải là hai cầu thủ ghi bàn mang về 3 điểm trọn vẹn cho đoàn quân của Trujillo. Bruno là người ghi bàn duy nhất cho đại diện phố núi. Với chiến thắng rất quan trọng này, Hà Nội đã sớm nhận chức vô địch lượt đi. Đúng với tính chất của một trận đấu trong nhóm đầu bảng, Hà Nội và Hoàng Gia Lai thể hiện lối chơi quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Hoàng Gia Lai cũng sẵn sàng đẩy cao đội hình khi có cơ hội. Đội bóng phố núi đã tạo ra một số cơ hội từ những cú treo bóng, nhưng Văn Hậu và hàng thủ của Hà Nội đã thi đấu rất tập trung. Hà Nội khép lại trận đấu với chiến thắng và trở thành nhà vô địch lượt đi.